cây này thì lấy các bác ngoài giá thì mua được luôn 1.3 triệu thôi. Triệu à? Chậu gốm mặt tràng 500. Đấy, có 800 quả đào chục năm. Đào này thì giá tiền số 1 triệu. Cũng thế. Triệu à? Mấy bác thích đấy là lấy chậu này. Xin chào quý các bác, cô chú, anh chị. Chiều 30 Tết bây giờ là khoảng độ 3 giờ chiều. Đấy, cả nhà, quý các bác, cô chú, anh chị ạ. Tôi vừa mới xong cái mâm ngũ quả để bày biện bàn thờ. Thì sau hôm nó cũng rảnh rảnh rồi để ra xem cái không khí chợ Vạn Phúc cũng như là cái giá cả nó như nào. Hiện tại thực tế là cũng vẫn còn rất là đông người mua sắm nha cả nhà nhé. Đánh nhau kìa. Khổ quá, sợ đánh nhau kìa. Cuối năm mà nghe không vui nhỉ. Vừa đánh nhau túi bụi kìa cả nhà. Thảo nào đông thế. Nhất chi mai. À thuê. Anh này anh trả 1 triệu này. Anh ấy trả 1 triệu để thuê thôi đấy. Đẹp nhiều hoa này. Đánh nhau khiếp quá. Khiếp, có cả dao mã tấu tiếp kìa. Xa xa đằng kia kìa. Thôi mình trả xem cảnh như làm gì. Nhất chi mai. Thế cái tầm này rất là nhiều người đi mua sắm cả nhà. Vì là nhiều người là vẫn còn cái tâm lý là mua hàng giá rẻ ngày 30. Nhưng mà tôi nghĩ là đa số là người ta mua thêm hoặc là người ta chưa có thời gian. Thì hôm nay người ta đi người ta mua thôi. Nhiều khi, ví dụ như tôi có thôi. Tôi đã đầy đủ rồi nhưng mà có thể là mình sẽ mua thêm một cái cây gì đấy. Ví dụ đây nhất chi mai nhiều cây đẹp phết. Để ủng hộ thôi, người ta đỡ phải trở về. Mà mình cũng mua được giá rẻ. Thực tế là cơ bản là mình có hết rồi. Đi xem không khí đã cả nhà nhé. Đi xem không khí đã. Ở đằng kia đang đánh nhau đừng có ra nhé. Đằng kia đang đánh nhau đừng có ra. Đây, chỗ gian hàng mà mọi khi theo phiên anh em hay ngồi bán bonsai ở đây này. Hôm nay cũng chính là phiên đây. 30 là phiên rồi. Đấy. Đào này, quất, bưởi. Chẳng biết họ đánh nhau vì lý do gì nữa. Vẫn còn nhiều hàng nhưng mọi thứ cảm giác nó cứ tan tác thì đâm ra mình chả biết là bắt đầu từ đâu bây giờ. Mình thích là xem giá cả nó như nào. Thực tế là cái bác này dọc cái tuyến đường này tắc đường vì người ta dừng lại người ta mua sắm từ ô tô cho đến xe đạp. Nhất chi mai còn rất nhiều cây đẹp. Thế anh nào anh? Hôm nay có mang cái gì đi bán không? Hay là ngồi đây chơi thôi? Hay quá nhỉ? Xem là đã có cái gì đại hạ giá chưa? Quất. À vừa nãy có cái vụ gì mà nó choảng nhau ghê thế? Quất đẹp quá nhỉ, quất vẫn còn quất đẹp lắm. Đấy. Vẫn còn đẹp tươi tắn lắm. Rồi, các bác, quý cô chú, anh chị tận hưởng nốt cái ngày cuối cùng nhé. Thì có thể một số cái video tôi sẽ đăng muộn một tí nhá. Có thể các bác để theo dõi cái chương trình Tết luôn. Theo dõi cái chương trình Tết luôn cho nó đỡ buồn. Vì thực tế là ngày mấy ngày trong 3 ngày Tết thì mình cũng chẳng có cây cối với là
đi đào quất gì nữa đâu, nhưng mà mình xem lại những cái thước phim cho nó vui cả nhà. Kiếm dài đâu, 30 rồi mà còn hỏi kiếm dài đâu. Xem những cây nhỏ nhỏ này tình hình sao. Hôm nay nắng ấm rồi. Đâu là như thế nào? Bao tiền chậu hả chị? 180.000. 180 à? Ừ. Nhanh này còn về nghỉ. 108 à? Một cái cây nho nhỏ này, một tay xách được. Thế mà anh em nào có thích bày thêm một cái phối cảnh hoặc là trong nhà còn thiếu thì đấy, thì lấy. Này không chơi à? Nhiều quá, còn nhiều quá nhỉ. 100.000 này. Tắc hết cả đường à. Chỉ mài rất đẹp. Tắc đường lắm cả nhà. Wow, đấy, quất lên rồi đấy. Không biết mua hay là trở về đấy, chắc là mua rồi. Những cái cây đào nhỏ nhỏ này cũng rất hay này cả nhà này. Để bạn bao tiền cây nhỏ đấy bác? 2 cái này còn nhiều nụ. Nhưng mà nụ này à, cũng nứt nhiều đấy, nở đấy. Nhiều. Để sang bên kia xem nào. Ông chủ ông ở bên kia. Bao tiền cây đấy bác? Có 400 thôi. À, vẫn căng thế cả. 400, hoa đẹp phết chứ này. 400 một cây à? Nhà này có rồi, đổi đủ các bên rồi, để xem. Đây này được này, rồi xung xuê này. Gọi là mình mua về làm giống. Tí nữa mình sẽ đánh xe ra, gửi xe ở để tít đằng kia.
thấy cái cửa tiền rồi. Nếu mà cây nào hay hơn thì lại chốt sau. Tí nữa đánh xe đây. Bữa nay kiếm mãi mới chỗ được cái chỗ để xe. Đấy, 400.000 một ca, một cây. Đấy. Này, cây này nở tết to le này. Hôm nay lại gặp nắng. Nắng như mùa hè, hôm nay đúng 30 chiều 30 nắng như mùa hè luôn. Sáng này thì vẫn còn lạnh lắm. Xin lỗi bác gì là bác cứ nhờ mua cho cây hồng hồng, à quây nhất chi mai, nhưng mà gian hàng đấy nghỉ rồi. Gian hàng đấy nghỉ rồi. Mình không biết cái người đã bán là ai. Những cái nhỏ nhỏ này chắc không đến 100.000. Bán bao tiền chậu này đấy chị? Em đang trả 50.000 đấy anh ạ. 50.000 à, về mà gom khoảng 3-4 cây lại thành một cái chậu lại đẹp đấy. Đấy. Ừ, lưa thưa quá, phải xung xuê vào. Tươi tắn vào. 50k. Đấy. Nhiều khi thanh lý nhưng mà người ta mua một phát vài cây thì lại bớ hơn này, đào cành gần như là chỉ còn một vài người mua nữa thôi. Đào cành chất thành đống rồi. À, có nhiều người thì nhất là các cái cửa hàng tạp hóa hay là thông thường thì người ta nghỉ rồi. Chỉ còn lại một số người bán thôi. Bây giờ phố phường thì gian hàng là nghỉ nhiều rồi. Đấy, bên kia đào cành vẫn còn nhiều lắm. Vẫn còn tấp nập. Còn bên này thì đào cành thì giải tán rồi. 250. Trả 250 không bán. Nhiều người đi mua sắm cái tầm này thật. Lũ hết đấy chị ơi. Toàn lũ rồi. Ừ, 350 một cây. 350 một cây. 350 một cây. Vẫn bán được cái xe cả nhà nhỉ. Cái tầm giá đấy tôi nghĩ là bán tốt. Nhìn nó sát sơ quá cả nhà. Cũng là chợ Tết nhưng mà cái tâm thế nó khác. Quất thì vẫn còn rất là đẹp, tươi tắn. Đây này, ví dụ cây quất này đẹp này. Quả rất đứng, quả sáng. Cái lọ đẹp. Đào này còn nhiều nụ lắm này. Đào cành vẫn rất nhiều người mua cả nhà. Đào cành để xem ban thờ thì chắc gần như là nó là không thể thay thế được rồi. À. Vừa nãy tôi đi mà thậm chí là còn thấy những cái xe nó chở những cái cành đào mới từ bãi ra cơ mà. Vẫn còn rất nhiều người mua đào cành.
Bao tiền cảnh đấy chị? Hơn trăm. Vẫn còn đắt nha. Hơn trăm, cảnh nó nhỏ xíu xíu xíu. Một khung cảnh nó kiểu nó cũng đem lại cho mình cảm giác nó nháo nhác, đâm ra mình. Đấy, cây này hoa nở căng đấy. Hoa nở căng rồi, chúng ta chúng tôi đối chưa rồi. Ừ. Được. Đây được. Mua lên quả này mà. Bao tiền cây này bạn? Chưa hỏi. Đấy, sau kia. Cây này thì lấy các bác ngoài giá thì mua được luôn 1.3 triệu thôi. 1.3 triệu. Chậu gốm Mát Tràng 500. Đấy, có 800 quả đào chục năm. Đào này thì sẽ tiền cho con thế nào? Cũng thế. 1.3 triệu. Mấy bác thích đấy là lấy chậu này. Triệu 3 đấy cả nhà. Cái này mà ngọn nó căng tí nên là mình quất được. Đây này, ngọn này nó yếu. Nhưng mà được cái nụ chuẩn bị nở ác đấy. Bao tiền đấy bác? Bác ơi, bao tiền cây đấy đấy? 300. $300,000. Thực ra là nếu mà chơi phong cách trong nhà phòng ấy thì những cây này rất là đẹp. Cái hoa nó thắm ấy. Hoa thắm mà rất là to đấy cả nhà. Không phải là... đẹp đấy. 300,000. Đẹp, còn rất nhiều cây đẹp, nụ nữa còn nhiều lắm. Rất đẹp. Bao tiền cây hả chú? Bao tiền cây này? 3.8 triệu ạ? 2.8 triệu. Vẫn còn là phê đấy. Nhưng đẹp đấy anh ạ. 2.8 triệu. 2.8 triệu. Cây cỡ to này, nhất chi mai. Đấy, lên đường. Lên xe.